a sheet of paper like a cloud can never die. It can only be transformed into other forms. Những ngày hôm nay những người bạn hoặc là những người lớn tuổi của mình trên trang Facebook hay là những trang cá nhân, người ta cũng đăng về những câu giáo lý của thầy. Ai cũng buồn sự ra đi của thầy. Cũng không phải là theo vùng miền nào hay là theo tôn giáo nào, những người ta cũng là cái giống như thầy đi có một sự mất mát gì riêng với người đất Huế, người Việt Nam. Cuối cái chuyến đi đầu 2005 thì họ xin gặp ông Phan Văn Khải. Thì thầy mới nói, tôi xin phép được về, tôi đủ hạnh phúc rồi, tôi đâu cần gặp ông Thủ tướng làm chi. Thủ tướng muốn gặp thiền sư. Nếu mà Thủ tướng mà chịu nghe những cái lời mà tôi sau 3 tháng tôi ở đây, tôi biết dân muốn cái gì, thì tôi mới vô gặp Thủ tướng. Thì họ nói được. Thành ra cái kỳ đầu đó thì thầy đặt Đảng Cộng sản Việt Nam phải có 6 điểm thay đổi thì mới trở thành người Việt Nam, chứ không thôi đảng thành cả Đảng Cộng sản của Lenin hay là của Mao Trạch Đông, chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thầy có đề nghị 6 điểm, rồi đề nghị là chính phủ thì phải làm 7 điểm như thế nào, nên cho tự do các hội đoàn tôn giáo, đừng có bắt một giáo hội của nhà nước thôi, phải có những giáo hội này giáo hội kia đủ thứ hết. Cái năm thứ hai thường sư về thì làm 3 cái trai đàn chẩn tế để giải oan cho miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Thì trong đó thì lại đề nghị đi gặp chủ tịch nước, thì mới đề nghị 10 điểm. Thì trong 10 điểm đó có một điểm là nên có một cái bộ công an là đủ rồi, chứ đừng có thêm vào là công an tôn giáo. Thì công an tôn giáo đi theo dõi mấy ông thầy tu với mấy ông cha rồi cực quá à. Nó chỉ có nước Tàu với nước Việt Nam mới có cái chuyện đó, chứ mấy nước khác là ta không có cái chuyện đó. Thì là sư ông vẫn ở đây với tất cả mọi người, ở trong những đệ tử và cả tất cả chúng sinh. Thì một cá nhân thì em nghĩ sẽ không có người này cũng sẽ có người khác, mỗi người sẽ có một cái ảnh hưởng khác nhau, nhưng mà cái sư ông để lại được cho mọi người đó là cái niềm tin và cái sự bình an và cái hạnh phúc thực sự. Em nhìn từng ngọn cỏ, em nhìn từng bông hoa, em nhìn từng cành cây, em luôn thấy thầy ở đó.
và thầy không mất đi mà thầy luôn ở đó, chỉ là với một cái biểu hiện khác, một trạng thái khác thôi ạ.